Xin thân ái kính chào quý khán giả đang đến với chương trình tin tức cuối ngày hôm nay của Hồng Việt TV với Trương Minh và Julie. Và sau đây Julie sẽ mở đầu với phần tin Hoa Kỳ. Phó Tổng thống Harris sẽ dự hội nghị Munich, kêu gọi các đồng minh giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ tổ chức một loạt các cuộc họp trực tiếp với các đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ tại hội nghị an ninh Munich tuần tới nhằm ngăn cản Nga xâm lược Ukraine. Chuyến đi trở thành bài kiểm tra ngoại giao lớn trong nhiệm kỳ phó tổng thống của bà. Một giới chức chính phủ cho hay bà Harris sẽ phát biểu nói rõ chính sách của Hoa Kỳ tại các cuộc họp và khẳng định cam kết của Hoa Kỳ với các đồng minh NATO. Các lãnh đạo của Đức, Liên hiệp Âu Châu và NATO sẽ tham dự và bà Harris không dự tính gặp lãnh đạo từ Nga và Trung Cộng. Hội nghị dự tính diễn ra trong ngày 18 đến 20 tháng 2 ở Munich, giữa lúc căng thẳng tăng cao về Ukraine giữa Tây Phương và Nga. Giới chức cho biết bà Harris sẽ nhắc lại cam kết của Hoa Kỳ với chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine khi đất nước đối diện đe dọa xâm lược quy mô lớn từ Nga. Moscow tập trung khoảng 100.000 binh lính gần biên giới Ukraine. Nga phủ nhận âm mưu xâm lược, nhưng giới chức Hoa Kỳ cho rằng cuộc tấn công có thể xảy ra nội trong vài ngày hoặc vài tuần. Sáng thứ Ba, Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo lần thứ nhì trong một tuần rằng các nước Âu Châu sẽ tự động bị cuốn vào cuộc chiến tranh với Nga mà không có người chiến thắng nếu Ukraine gia nhập NATO và tìm cách chiếm lại bán đảo Crimea, khu vực bị Nga sáp nhập nhằm năm 2014. Tổng thống Joe Biden dọa áp đặt các lệnh trừng phạt mạnh nhất dành cho Nga nếu Moscow đưa binh lính qua biên giới, nhưng nhấn mạnh Hoa Kỳ ưu tiên ngoại giao. Ông Biden gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm thứ Hai và nói rằng đường ống khí đốt Nord Stream 2 sẽ đình chỉ nếu Nga xâm lược Ukraine. Hoa Kỳ dự tính chích vaccine COVID-19 cho trẻ em dưới 5 tuổi trong tháng 2. Chính phủ Hoa Kỳ dự tính là sẽ chích vaccine COVID-19 cho trẻ em dưới 5 tuổi và sớm nhất là ngày 21 tháng 2. Theo cơ quan FDA, đang cân nhắc cho phép sử dụng vaccine của Pfizer cho nhóm tuổi này, mặc dù vaccine không đạt được mục tiêu chính trong cuộc thử nghiệm lâm sàng trên trẻ em từ 2 đến 4 tuổi. Pfizer cho biết họ đã nộp dữ liệu theo yêu cầu của phía FDA để giải quyết nhu cầu sức khỏe cấp bách tại nhóm tuổi này. Ban cố vấn bên ngoài FDA dự tính nhóm họp ngày 15 tháng 2 để bàn thảo có đề nghị cơ quan quản lý là cho phép sử dụng vaccine hay không. Chương trình chích ngừa cho trẻ em dưới 5 tuổi, nhóm tuổi mà duy nhất chưa đủ điều kiện đi chích ngừa, có thể bắt đầu khoảng một tuần sau cuộc họp. Theo tài liệu bên CDC, chính phủ dự tính chuyển khoảng 10 triệu liều vaccine Pfizer đến các tiểu bang và tổ chức khác trước cuối tháng 2 nếu FDA cho phép sử dụng. Hoa Kỳ có khoảng 18 triệu trẻ em từ 6 tháng tuổi cho đến 4 tuổi và đợt chích ngừa đầu tiên dự tính bắt đầu ngày 21 tháng 2 và sẽ ưu tiên những khu vực nơi trẻ em có nguy cơ phát bệnh nặng hơn. Các đối tác liên bang sẽ nhận lô vaccine thứ nhì và thứ ba trong ngày 23 và 25 tháng 2 hoặc khoảng một tuần sau đề nghị của CDC. Nếu được chấp thuận, trẻ nhỏ sẽ chích liều vaccine thấp hơn. Pfizer thử nghiệm liều vaccine 3 micrograms tại nhóm tuổi này so với liều 10 micrograms ở nhóm 5 đến 11 tuổi và 30 micrograms cho người từ 12 tuổi trở lên. 7 trường học ở Hoa Thịnh Đốn bị đe dọa đánh bom. 7 trường học là học sinh da đen ở Hoa Thịnh Đốn phải di tản vì đe dọa đánh bom hôm thứ Tư. Trong đó có một trường trung học bị đe dọa một ngày trước đó trong chuyến viếng thăm của phu quân của Phó Tổng thống Kamala Harris. Sở cảnh sát đặc khu Columbia cho hay 4 trường trung học và 3 trường bán công bị đe dọa. Cảnh sát Hoa Thịnh Đốn sau đó công bố trường trung học Dunbar, nơi ông Douglas Emhoff lập tức được đưa đến nơi an toàn sau khi đe dọa đánh bom vào hôm thứ Ba, và các trường học khác an toàn vì không tìm thấy vật liệu nguy hiểm nào. Nhà chức trách chưa thấy sự liên quan đến chủng tộc trong đe dọa đánh bom. Cảnh sát cho rằng sự diện hôm thứ Ba có vẻ không nhắm vào ông Emhoff, người đến thăm trường Dunbar để dự một sự kiện trong tháng lịch sử da đen. Nhưng những sự việc này gây ra lo sợ giữa các cộng đồng da đen vốn đã bị chấn động sau loạt đe dọa đánh bom tuần trước tại ít nhất 12 trường đại học da đen trên toàn quốc. Bà Harris nói rằng nhân dân Hoa Kỳ có quyền được an toàn tại nơi làm việc, nơi thờ phượng và tại trường học. Chúng ta phải chặn đứng bất kỳ đe dọa bạo lực nào trong cộng đồng. Không thiết bị nổ nào được tìm thấy tại bất kỳ trường đại học da đen nào, nhưng FBI đang điều tra đe dọa đánh bom này.
cảnh sát có thỉnh đốn đang điều tra đe dọa tại trường Dunbar, được xem là trường trung học đầu tiên dành cho người da đen ở Hoa Kỳ, và các trường học khác. Lãnh đạo học khu Lowes Ferroby cho hay học khu xem những đe dọa này là nghiêm trọng và học khu sẽ tiếp tục hỗ trợ các trường học trong khi cuộc điều tra của cảnh sát diễn ra. Hoa Kỳ xác nhận cúm gia cầm tại trang trại gà Tây ở tại Indiana. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, gọi là USDA, công bố đợt bùng phát cúm gia cầm tại một trang trại gà Tây tại Indiana vào hôm thứ Tư. Đợt bùng phát đầu tiên tại một trang trại gia cầm thương mại kể từ năm 2020. Các nhà nhập cảng phản ứng nhanh để ngăn chặn lây lan cúm gia cầm. Trung Cộng và Nam Hàn chặn thịt gia cầm sống từ Indiana, trong khi Đài Loan hạn chế nhập cảng thịt và trứng gia cầm từ tiểu bang này. Indiana cho biết là chủng virus là H5N1 và đây là đợt bùng phát cúm gia cầm đầu tiên của tiểu bang tại một trại gia cầm thương mại kể từ năm 2016, khi mà có 400.000 con gia cầm bị tiêu hủy. Chủng virus này được tìm thấy trên chim hoang dã dọc theo duyên hải miền đông của Hoa Kỳ và gây ra loạt bùng phát cúm gia cầm trên khắp Âu Châu và Á Châu. Canada xác nhận cúm gia cầm tại một trại gia cầm thương mại tại Nova Scotia, dẫn đến hạn chế mua bán từ các nhà nhập cảng. Ông Jim Sumner, Chủ tịch Hội đồng xuất cảng gia cầm và trứng, cho biết là chủng virus này gây thiệt hại lớn tại Á Châu và Âu Châu. Trung Cộng ra lệnh cấm nhập cảng gia cầm từ Indiana trong 90 ngày, và mặc dù hữu hạn, hạn chế mua bán và tiêu hủy gia cầm ảnh hưởng lớn đến ngành nông nghiệp Hoa Kỳ. USDA cho biết là cúm gia cầm không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người, và khoảng 29.000 con gà Tây tại trang trại ở quận hạt Dunbar, miền nam Indiana bị tiêu hủy để ngăn chặn đợt bùng phát này. Indiana là tiểu bang sản xuất gà Tây lớn thứ 3 của Hoa Kỳ, số 1 về sản xuất vịt và số 2 về trứng và gà đẻ trứng. Đại học California đồng ý chi 243 triệu đô la để dàn xếp vụ kiện bác sĩ lạm dụng tình dục. Đại học California đồng ý chi ra 243 triệu đô la để dàn xếp vụ kiện của khoảng 200 phụ nữ. Những người cáo buộc một cựu bác sĩ phụ khoa của trường UC Los Angeles lạm dụng tình dục. Thỏa thuận dàn xếp của ban quản trị Đại học California đánh dấu lần thứ nhì trong vụ kiện bắt nguồn từ những cáo buộc đối với bác sĩ James Happs, 65 tuổi. Ông Happs nghỉ hưu năm 2018 sau hơn 30 năm làm việc tại trường UC Los Angeles. Ông đang chờ ra tòa cuối năm nay vì 21 tội danh lạm dụng tình dục. Ông không nhận tội và liên tục khẳng định mình vô tội. Trong thông cáo hôm thứ Ba, trường UC Los Angeles nói rằng hành vi của bác sĩ Happs là đáng khiển trách và đi ngược lại với các giá trị của trường đại học. Nhà trường biết ơn những người can đảm đã lên tiếng và hy vọng thỏa thuận dàn xếp này là một bước hướng đến hàn gắn và khép lại nỗi đau của những người liên quan. Đại học California hồi tháng 11 năm 2020 đồng ý chi 73 triệu đô la để dàn xếp vụ kiện tập thể về những cáo buộc dành cho bác sĩ Apps, nhưng hàng trăm phụ nữ không chấp nhận thỏa thuận đó và nộp đơn kiện riêng. Thống đốc California Gavin Newsom ký dự luật nghỉ bệnh COVID-19 có lương. Thống đốc California Gavin Newsom hôm thứ Tư đã ký dự luật để mở rộng về nghỉ bệnh COVID-19 có lương cho công nhân và củng cố khoản đầu tư của California để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng nặng nề vì dịch bệnh. Lễ ký dự luật tại nhà hàng ngoài trời Nido's Backyard ở quảng trường Jack London ở tại Oakland theo sau hành động hôm thứ Hai của bên cơ quan lập pháp California thông qua dự luật quy định nhiều doanh nghiệp phải cho công nhân nghỉ 2 tuần có lương nếu họ bị bệnh vì COVID-19. Dự luật có hiệu lực hồi tố từ ngày 1 tháng 1 nên nhiều người có thể đủ điều kiện để nhận lương nghỉ bệnh. Ông Newsom nói rằng ông cảm ơn các lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp vì công việc vất vả của họ và ông hân hạnh ký những dự luật này vào ngày hôm nay. Lúc bắt đầu dịch bệnh thì luật tiểu bang và liên bang quy định đa số chủ lao động phải cho nhân viên nghỉ bệnh có lương. Nhưng nhiều luật này đã hết hạn khi ngày càng nhiều người đi chích ngừa và số lây nhiễm mới giảm đi. Luật của California hết hạn hồi tháng 9, quy định nghỉ bệnh của California cho công nhân nghỉ một tuần có lương nếu họ nhiễm COVID-19 hoặc chăm sóc thành viên gia đình bị bệnh, và họ có thể nghỉ thêm tuần thứ nhì nếu như họ hoặc thành viên gia đình của họ xét nghiệm dương tính, và chủ lao động phải thanh toán chi phí xét nghiệm. Quy định này giúp áp dụng cho công ty có từ 26 nhân viên trở lên và nó sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 9.
Thượng nghị sĩ tiểu bang Nancy Skinner nói rằng California đang làm đúng. Dự luật này cho phép nhân viên ở nhà khi họ cần để có thể đặt hẹn đi chích ngừa, chích vaccine tăng cường, đưa con em đi chích ngừa hoặc là ở nhà với con cái nếu như chúng bị bệnh. Và đó là kết thúc phần tin Hoa Kỳ, và sau 1 phút thương mại sẽ là phần tin quốc tế.